Thầy tính coi coi giờ thầy xử lý sao đây? Xử lý sao? Thầy xử lý sao đây rồi dẫn thôi chứ để kiểu này hoài không thấy cái bộ giống dẫn chơi quá. Sáng mới hòa thượng, mấy hòa thượng ở Củ Chi mới gọi qua nó về ông Tài về coi xử lý sao giờ. Vũ là vô nó sắp sửa bị vô ở chung với vợ nó, tôi nói ông nội không phải hòa thượng để con yên giấc đi, để cho mấy nhà nước họ tính như mình nó không đâu. Tôi nói làm gì có chuyện đó hòa thượng. Nó nói mày sao mà mình ngu quá vậy, tôi trời con có biết gì chính trị đâu mà hòa thượng nói. Rồi con nói bậy bạ người ta chửi con nữa. Nó nói sao mày ngu quá mày, ở sao chủ nghĩa mày không biết à. Bây giờ là ba ông cố nội tao sống lại cũng không cứu được Dũng rồi rồi. Tôi nói thôi mà chóa đi ông nội ơi. Mấy hòa thượng mà hòa thượng nếu mà mình nói trong im lặng thì có thể thuộc cái giáo hội xưa đó. Nói trong im lặng thì phê phán được. Ông qua thấy ông coi ai bấm chuông rồi coi. Chắc ông đang quá. Ông đang rồi mất cửa, ông đang sao bấm chuông. Ủa này chuông á. Nó mới bấm chuông đó. Ai vậy ông? Chị hả? Trời gặp tôi không biết, tôi biết một tiếng nhất mạo không biết mà biết tôi ra nói chuyện. Ông đó ông đang tới liền mà. Trời ơi, thì biết cái giờ của ông đó rồi đó. Không, ông đó tới liền mà. Không có đâu, thầy chờ nó đi. Ông nói thì thầy chờ nó đi. Con điêu nửa tiếng nó quay lại. Ừ. Chắc là hồi nửa tiếng ông đang cũng phải ngồi đây chơi chút xíu đó. Ừ. Vừa rồi. Chứ... Tôi nói thôi, cái chuyện của ông Đại Nam thì để thành Đại Nam họ lo. Mình đâu có trí ý kiến, ý biết gì trong ý kiến. Kiến vậy là bên nào nó cũng chửi nhau rồi. Dạ. Không, nếu mà thầy đừng có bỏ lên mạng thì mình đàm phán thì nó không có thuộc loại chính luận. Còn nếu mà mình bỏ lên mạng cái mình đàm phán mình nói đây nó trở thành chính luận rồi đó. Rồi người ta kiếm ông ta. Tôi nói cái sờ sờ vậy mà mày còn ngu quá, tôi trời ơi con biết gì đâu. Trời ơi, thôi mô Phật đi. Mà theo ông bắt đâu nó tương lai nó hốt không? Hả? Tương lai nó hốt không? Nếu cái phe của Phan Văn Khải còn mạnh thì hốt à? Ừ. Tôi biết mấy bên Việt Nam thì họ mấy người mà chuyên về trên về mà gọi là ta nghiên cứu gì đó, ta từng trải qua bao đời đó, khẳng định là xong rồi đó. Không, chưa chắc. Ừ. Nếu mà Phan Văn Khải còn mạnh, còn nếu Phan Văn Khải yếu rồi đó thì hết, thì không làm được đâu. Vì... Nhưng mà bà Hằng có được ra không? Bà Hằng rất có khả năng là được di lý. Nhưng mà im lặng nữa. Di lý về cái đảo ship á. À, di lý là về đi á. Giờ mình lên ta xử tiếp. Tại vì bà là công dân của bên kia mà. Quốc tịch coi Việt Nam. Quốc tịch, hai quốc tịch đó chứ. Nhưng qua kia là yên chứ làm gì? Không biết. Nhưng mà bên kia nó đi... có cái luật của 33 giống như 331. Xử tiếp. Ủa gì hả? Nhưng mà nó được quyền là tội ngoại hầu tra là bởi vì có tiền đóng bèo đó. Ồ. Còn Việt Nam thì không có bèo. Dạ. Yeah. À. Mình không biết cái tình hình này sao, tôi cũng ráng sống để coi thử. coi chơi thôi. Trời ơi, coi chơi thì đúng rồi, chứ còn ông nói coi để hiểu biết như cái đó thì thôi đừng. Mình quá hiểu rồi. Trời ơi, quá hiểu rồi. Hiểu thì hiểu, quá hiểu rồi. Vậy thôi được. Chỉ có những người gọi là ông mình... uống trà không? Uống trà không? Vậy thôi. Hả? Uống miếng đi. Thôi. Cho nó sảng khoái. Thôi, ông ơi. Chỉ có những người mà ta quà gọi là người ta lỡ thầy đọc trước thầy giữ đạo thầy đọc đời giữ đạo đó
thì người ta mới không thấy thôi, chứ mình thì vậy chứ nhiều người thề trong đời với đạo lắm nghe. Thôi thầy ơi, thầy nói kiểu gì cũng trúng mà kiểu gì cũng sai. Không biết đường ở đâu mà nói, không biết đường ở đâu mà nói, kiểu gì cũng trúng mà cũng kiểu gì cũng sai. Nhưng mà mấy con nhà báo như mình nghe mấy nhà báo nó nói riết cũng rất quá. Riết cô đi cô gì đó, đầu tiên thì mình nghe còn có cái riết người nhà báo mà nói riết người ta không có đạo đức gì hết. Vừa rồi con hàng đi nó nói đó thì cái đoạn đầu nghe còn thông cảm được. Thề gì đó không cho mì sống không bằng cùng chết gì đó, rồi tôi nghe câu đó tôi đầu sau nhà báo vậy, rồi là nếu Việt Nam mà để cái đoạn gì? Giữa đó con hàng ni nó nói tới cái đoạn giữa rồi nó chứng minh không rõ rồi nó cứ lấp cái nó bỏ qua đó thôi rồi là xong rồi. Nếu mình nhà báo mình như vậy thôi tôi nghĩ cũng cho dẹp nhà báo luôn. Thì không có lý luận mà không có chứng minh đó rồi lấp rồi cho nó cái qua cái câu chuyện cái nào sai thì mình nói sai. Còn bây giờ thử hỏi nhà báo mà đi nói bây giờ tôi cho tôi thề kêu bằng cho sống không cùng sống không được chết không được gì đó là thôi nghe người đó như vậy mà vậy là một công dân của dân tộc Việt Nam là cái gì? Cái đó dân tộc Việt Nam là nó giống như là cái bằng thù giặc rồi là giống như là truyền thuyết gì đó chứ không phải là thực tế. Một dân tộc Việt Nam nói dầu dân tộc Việt Nam mình chưa nói tới cái đạo đi, nhưng mà nó vẫn có cái đạo đức làm người. Nói vậy là phỉ báng dân tộc Việt Nam, phỉ báng quốc tổ Việt Nam, phỉ báng đảng nhà nước Việt Nam đó là hàng ly đó. Tôi đầu tiên tôi nghe nó nói tôi nghe cũng được, nhưng mà nghe riết cô nói như một người nữ mà nói riết rồi thành ra nó vô dụng. Tôi dùng cái từ vậy vô dụng mình nghe. Thật ra tôi nghĩ là tôi cũng thương bà Hằng đó. Thật sự ra đó tuy là bà chửi lung tung thiệt á, nhưng mà tại vì nó tức quá bà mới tức nước nó dở bờ, bà mới lọt cái gì là cái kế thôi. Nhà báo mà ăn nói vậy nghe tôi nghe không có vô lưỡi ba gì trơn. Thật sự luôn, mình tôi là con người nghe không, thì tôi thấy nào đúng thì tôi nói đúng, chứ đừng đem tôi là Phật giáo ra. Tôi không có đại diện cho Phật giáo, nhưng mà nhà báo không nên nói như vậy. Vì câu gì à, tôi nhà báo tôi sống không cùng chết gì đó, như là và không cho chết mà sống không được, câu gì tức quá. Sống không bằng chết hả? Sống không bằng chết gì đó. Cũng như đấy, nó giờ nó tiến thắng rồi đó. Cho bà ở tù coi như là sống không bằng chết rồi. Chết không cho chết mà để sống. Cái câu ông hiểu ý cái nội dung đó. Cho mày thấy, cho mày chết, giờ mày muốn chết, mày chết cũng không có được. Mày cho mày thấm mùi đó, thế nói gì đó. Mà bà là cái gì? Nếu vậy là đề nghị công an nên bắt bà này nè. Cho hai người vô tù chung sống không một chết. Chứ không nhập vào nhà báo lương tâm lương tri là không có mở miệng nói như vậy. Tôi nói thẳng được, khẳng định vậy đó. Tôi hồi đó tôi không bao giờ tôi để ý dùng cái báo chí này thật sự luôn. Nhưng mà tới bây giờ tôi nghe bảo khi mà người ta ngã ngựa rồi, người ta đã bị bắt rồi, thì bây giờ mình giàu mình là cái người mà có thứ người ta để ta bị bắt nữa, là cái thứ mà nó quên thì là cái thứ đó nó không phải con người. Người ta ngã ngựa rồi ông nghe. Người quân tử không giết người với ngựa. Không mà bằng. Lúc này biết ai là cái người thưa cho bao bị bắt. Công bằng mà nói đó thì bả phải nên, đã là nhà báo thì tức là thông tin. Mà thông tin thì phải hết sức khách quan chứ đừng có tả quên. Giờ nói vậy đó nghĩ ý nhà bả lập cả bả đó nè, đụng tới bả là chết đó phải không? Vậy nói tôi nghĩ là nếu nhà nước cộng sản Việt Nam mà không xử hàng đi này là tôi coi rất là rẻ rút. Dù là bà Hằng tôi bây giờ tôi cũng không có nói bà trốn mà không nói bà sai, nhưng mà người ta đã bị bắt rồi, ta ngã ngựa rồi, mình một nhà báo mà ngồi ở ngoài mà nói vậy đó, nó phải truyền thông là phải đúng chứ. Truyền thông mà tả khuynh kiểu đó thì không phải là truyền thông. Ông nghe kỹ cái lời của bà Hằng đi, phải nói coi, bởi 50 tuổi nó kêu hèn đi là đúng đó, nó hèn mạt, nó đốn mạt. Một người nữ chắc mẹ này cả đời không ai dám rớ á. Bởi cái nhà báo bạn nói ngu si, ăn nói vô văn hóa, ăn nói vô đạo đức. Thế nào tôi nói nó cũng chửi tôi không khe. Tôi không có bên bà Hằng, thật sự.
mà tôi cũng không bao giờ đã người ta ngã ngựa rồi, thì cái chuyện đó để cơ quan chức năng người ta giải quyết. Tự nhiên đi lên nói vậy để tôi cho sống không bằng chết. Nghĩa là giờ hồi xưa á chửi nó lực pháp nằm ta bà Hằng, thì bây giờ đổi là lực pháp nằm ta cái Hằng Ni này nè, Hằng Ni nè. Vậy là cái nước Việt Nam, cái đội tổ quốc Việt Nam, cái Đảng Cộng sản Việt Nam, cái nhà nước Việt Nam đem đi chùi cầu hả, chùi đất hết sao mà hết hết doanh nghiệp rồi tới giờ nhà báo làm bá chủ mà. Tôi nghe cái tôi mắc ghét, tôi nói rồi thôi rồi tới rồi đó. Tôi cũng mong à, tôi mong với các cơ quan ban ngành đoàn thể nước ngoài này rồi nè sớm nhau kêu gọi cho giữ cho bà Hằng bà ra đi, rồi bây giờ mới xử tới từng bước cho cái con mấy cái nhà báo này nè. Xuống theo dõi người khác phải mất đeo cô trang thấy không, gói lá ngon không nè, cái chuối ngon không á. Ai chứ miệng thầy tài là xưa nay đường đường chính chính à, không có nịnh, không có bên nào hết trơn, mà đúng nó đúng, sai nó sai, đó ta ngã ngựa rồi. Mình là cái gì mà mình đi hô hào mình, ý mà nói công lao của bà và Hằng mới bị bắt á. Bây giờ mà mấy cái con nào mà nói nhờ tụi nó mà bà Hằng bị bắt á, bắt mấy con nhỏ này hết, coi mày là cái gì. Cho nên kỳ này mà nếu không xử được cái nhà báo Hằng Ni này á, là Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí, ngành đại học văn hóa Việt Nam rồi cũng đem dẹp hết đi. Thế giới nó cũng chẳng coi ra gì đâu. Một nhà báo mạng nói mất dạy. Tôi không có để ý nhà báo chí, tôi thật sự á, tôi nghe từ lâu rồi. Cái con Hằng Ni này nó ăn hối lộ, nó ăn tiền người ta ghê lắm. Có nó không, không nó có chuyện nó tôi nghe lâu rồi. Nhưng mà tại nó không dính líu tới mình. Rồi thấy bà Hằng bà chửi quá rồi mình nói thôi, bà này cũng cái nghiệp bà cũng nặng quá thôi. Thì nó tôi cũng không hâm hộ, hâm mộ chi. Nhưng mà giờ nghe một con nhà báo mà lên nó vậy cái tôi hỏi ôi cho dân tộc Việt Nam, cho văn hóa Việt Nam. Ví dụ như bây giờ nó chữa bà Hằng đó, bà Hằng là học không đầy lắm mít, bà Hằng là dốt nát này kia phải không? Cho bà Hằng ăn nói vậy đi. Rồi bây giờ mình là một nhà báo, mình chửi ta là cái người không có học, học thấp mà dốt nát này kia nọ. Rồi bây giờ mình là nhà báo mà đi lên nói vậy thì mình là cái lỗi gì? Không vô văn quá thì thuốc cầm mà sao? Vậy thì cái mình đúng lẽ mình nói thiệt ông á, biết rằng cái chuyện thế sự, chuyện ai thấy lo, mình người tu không xen dự mấy chuyện đó, nhưng mà thấy nó quá đi thì mình cũng phải bơ. Mình không lẽ mình không có, không đâu phải mình là loại mà không mồm không miệng phải không? Hãy nói ra cái thế tu còn tham gia chuyện nghe đời. Ôi trời mệt quá. Trời lá chú này đẹp hết chứ không không? Chú thiệt là lá rồi lá lấy nó thiệt đẹp. Gói gặp lá thì nó không ngán. Làm cũng hăng làm rồi. Yêu cầu có tiền bằng mồ hôi nước mắt là làm à. Chạy tiền kiếm mấy chục đồng, bỏ ra mấy chục đồng làm từ thiện cũng vui á. Nghĩa cái tôi vui lắm, làm gì được cho người thì tôi vui lắm. Nhưng mà cái tôi chọc tới nhà báo Hèn Ni đó.
thế nào là vậy chứ sao nhật tự thì gì cũng dính hết đâu, chuyện này không nghe nhật tự dính ha. À nó ai bữa hổng cũng nói tới ổng đó, nói ví dụ cái vụ cũng hàng đi nó nói hay ai nói đó, nói ổng cái vụ vụ mấy ông cha nói sao ổng lên tiếng, bây giờ ông này ổng lên tiếng. Bây giờ nó có cái đài, nó cái đài của cái đám thiền tông Tân Diệu đó. Ôi Long An đó hả? Nó là nó chửi hoài hàng ngày ở đài mà tiếng nói dân chủ gì đó. Gì? Tân Diệu Long An gì? Nhưng mà không có, nó mở cái đài đó cho mấy tín đồ nói đó. Tựa là cái gì đây? Cái gì dân chủ đó? Cái gì dân chủ tự nhiên quên rồi đó, trời ơi không thầy. Rồi nó chửi trời, nó chửi hết ông thầy tu này, nó chửi tới ông thầy tu kia. Rồi nó cứ nó lôi ông Nhật Từ mà nó thù giặc với ông Nhật Từ. Đúng rồi. Nó từ lâu rồi ông Nhật Từ phản đối cái vụ đó. Sự đáng Tân Diệu hả? Dạ. Ông nói ông Tân Diệu dữ lắm rồi nó. Nói vụ thiền đó. Không thì cái nào cũng có trúng, cái nào cũng có sai hết trơn á. Nhưng mà nó dở là tại vì á, cái làm không lợi, tại vì nó tự do mà. Nhưng mà lại cái hiện đại là vậy nè. Tại vì á, nhiều cái kẻ hở trong cái đạo mà gọi là chính thống á, quá đi, cho nên giờ tín đồ nó bất mãn. Nó bất mãn thì cái nào mà nó thấy nói đúng cái tâm lý á, nó theo. Dựa theo ông Tân Diệu thì ông đó cũng đúng, ông nói là tu hành không có cầu nguyện, không có cái gì hết á, tu là về Phật giới thì đúng, không dám nghe cái điểm đó nói đúng. Rồi ví dụ như vậy nó kêu gọi là các cái chùa phải ghi rõ tông gì, nền giáo lý ra làm sao. Nó bậy. Nó cha già nó cũng biết tầm bậy luôn. Nền giáo lý Phật giáo đó, nội bộ Phật học phổ thông thôi là đã đủ rồi, còn gì nữa, thuốc gì, bao nhiêu kinh sách mà còn biểu là các gọi kê khai ra tông gì, giáo trị giáo lý ra làm sao rồi kia, đồ điên. Cha già nó cũng điên rồi, cái đưa con tín đồ không, ngày là nó cũng lên đại đọc rót, nó làm như là nó có cái đài riêng, cái đài tông gì đó mà lỗi luôn cơ. Nói cái điện thoại cái YouTube đó, cái gì dân chủ á, thiền tông Tân Diệu à? Không, cái đài của nó lắm, cái đài của nó gì tiếng nói không, cuối cùng mới gà nhà bỏ mặt lá nhau không à. Hay của nó chơi là trên đời đó mới là phải tích trị á. Cái gì dân chủ á, nhà nước dân chủ gì đó. Nó mà nói ra cái đó là nó đây tôi gõ ra, gõ cái một hiệu gì đó đi, thiền tông Tân Diệu nè. Không có nhà nước cái tên nó không có là ra mặt, mà nó ra mặt một trang khác mà ngày làm đúng lên nó chửi tôi đó. Nhưng mà cái dân á, cái dân thì dân chủ gì đây, tự nhiên nó cái dân thì hỏi ông làm sao mà sửa được phải không. Tự nhiên nó tụi gì nó tự coi cái nó dẹp ở đâu rồi, nó tức cái mình quá mà nó tỏ là nó viết cái văn là số mấy qua nè,
đây 123 rồi 888 không có ra đâu. Cái tựa gì nó dễ nhớ lắm mà tự nhiên nó quên nghe nghe đó. Kiến nghị Giáo hội Việt Nam nhân dân làm chủ nè, tựa đề là nhân dân làm chủ nè. Trời ơi, ngày nào mà nó chửi trên đó. Nhân dân làm chủ. Rồi cảnh báo Phật giáo Việt Nam về chùa giả và thầy chùa giả. Đó. Thì nó lên ngày nào nó không chữa dự xử đi. Đó. Thầy nếu tu được thì tu. Nếu không thì ở nhà lo làm ăn. Chú từng địa ngục nước 18 đó. Các lái cho tôi nghe chứ. Đấy. Dạ là đúng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 2 năm 2022. Nhóm nhân dân làm chủ quốc gia theo sự phân công của Đảng Cộng sản Việt Nam có tên nêu cuối văn bản này. Kính gửi Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính đề nghị ba phần. Đề nghị chỉnh đốn chùa thờ Phật thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý. Đề nghị chỉnh đốn thầy chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý để không mang tiếng. Cái giang nó cũng thì tâm tân diệu đó. Yeah. Trân trọng kính trình Hòa Thượng Pháp Chủ và quý thầy trong ban chấp hành Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi được biết ở Việt Nam, đạo Phật là đạo có chùa nhiều nhất ở Việt Nam. Đạo Phật là đạo có thầy tu nhiều nhất ở Việt Nam. Đạo Phật là đạo có tín đồ tu nhiều nhất ở Việt Nam. Đạo Phật là đạo có thầy mà có bằng tiến sĩ Phật học nhiều nhất các đạo. Đạo Phật là đạo có thầy mà hành nghề giảng sư đạo Phật nhiều nhất các đạo. Đạo Phật là đạo có kinh sách nhiều nhất trong các đạo. Đâu có càng người ngoại đạo nó chống mình đâu. Để ông tên gì ông giấu. Cái văn nó cô tên gì thường tâm tên diệu đó. Nghe thì người ngu không biết cái người, chỉ có người ngu không biết cái không lẽ ngu cả nước Việt Nam ngu hết không? Là đạo có thầy tu đắc đạo nhiều nhất trong các đạo. Đạo Phật là đạo có tinh hoa mà không đạo nào có. Đặc biệt đạo Phật Việt Nam có vị vua tu thành Phật mà khắp các nước trên thế giới không nước nào có. Đây là một danh dự rất lớn đối với đạo Phật Việt Nam nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung. Đặc biệt hơn nữa, vị vua Phật này có để lại rất nhiều sách viết về tinh hoa của đạo Phật. Trong đó có quyển Đức Vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước và tín ngưỡng. Hiện nay người Việt Nam ở khắp thế giới ai cũng đã đọc và biết đến nội dung cũng như ý nghĩa của quyển sách quý giá tuyệt vời này. Đặc biệt nhất,
Đức vua Trần Nhân Tông có để lại 204 câu kệ mà Đức vua viết về dòng chảy mạch nguồn thiền tông. Hiện trên mạng liên tục phát, rất nhiều người nghe, họ cho là quá hay và quá tuyệt, xứng đáng là một vị vua Phật Việt Nam. Đức vua Trần Nhân Tông, cả một cái nhà Hồi giáo Việt Nam mà không là loại ông thiền tông Tân Diệu, cho ông viết cho mình đọc hàng ngày, cho chửi hàng ngày đó. Các vị tổ thiền tông Ấn Độ, Trung Hoa và Việt Nam, trên thế giới này chưa có vị vua nào đánh giặc giỏi, làm kệ tài và nhiều như Đức vua Trần Nhân Tông Việt Nam chúng ta. Vì chỗ quá đặc biệt này nên Liên Hiệp Quốc biết được, mới phối hợp với nhà nước Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ Phật đản gọi là Vesak ở Việt Nam nhiều lần. Một là ở núi Trúc Lâm Yên Tử thuộc tỉnh Quảng Ninh, là nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông khai lập ra đạo Phật Thiền Tông Việt Nam. Hai, ở chùa Tam Chúc ở tỉnh Hà Nam, là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam. Đây là một danh dự rất lớn cho dân tộc Việt Nam nói chung, đây, còn nói riêng là đạo Phật Việt giáo Nam. Tới bến luôn. Kính trình Hòa Thượng Pháp Chủ và quý thầy trong ban chấp hành Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vì điều quá đặc biệt này nên nhà nước Việt Nam cho đạo Phật Việt Nam được thành lập ra Hội đạo Phật Việt Nam, có kèm theo hiến chương Phật giáo. Đây cũng là danh dự rất lớn cho đạo Phật Việt Nam. Vậy hiến chương là gì? Là hiến định các chương viết các phần cơ bản, là tu sĩ đạo Phật phải triệt để và nghiêm túc thực hiện 20 phần. Một, không lợi dụng đoàn thể đạo Phật mưu đồ chính trị. Hai, không lợi dụng đoàn thể đạo Phật lập sai pháp luật. Ba, không lợi dụng ông về ông nghe đó, nồi thế nào mà gọi là nồi da sáo thịt đó, mình với mình chơi nhau đó. Không lợi dụng đoàn thể đạo Phật sử dụng bằng cấp giả. 15. Không lợi dụng đoàn thể đạo Phật đem bóng đá vào chùa giảng. 16. Không lợi dụng đoàn thể đạo Phật đem đám cưới vào chùa kinh doanh. Nó dùng lực từ. 17. Anh ta chịu đổ chơi lực từ không hả? Ông có tình đang chơi bỏ ông lực từ, bỏ lo cả ông Phật giáo. Không lợi dụng đoàn thể đạo Phật giảng đạo Phật tào lao. 20. Không lợi dụng đoàn thể đạo Phật muốn làm gì trong chùa thì làm, vân vân. Chùa nào hay thầy nào vi phạm một trong 20 phần nói trên thì ban kỷ luật của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tức khắc cho ra ngoài hội đoàn đạo Phật ngay. Nếu vi phạm nghiêm trọng, giao cho cơ quan thi hành luật pháp của nhà nước truy tố ra tòa theo luật pháp nhà nước, pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không phải là dưới Việt Nam này, dù tu sĩ ai cũng có quyền hết. Dù tu sĩ nào trong giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Dạ ông làm chủ. Kính trình Hòa Thượng Pháp Chủ và quý thầy trong ban chấp hành Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau đây, nhóm nhân dân làm chủ quốc gia chúng tôi xin nêu sơ đồ tổ chức chùa thuộc tài sản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Công an á, mình thấy lá cờ lúc Phật này giáo, nó thấy đủ rồi. Hình thức Phật dạy, tu pháp môn, biểu tượng của đạo Phật. Thầy chủ trì, tức thầy giữ chùa cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thầy phụ tá, thầy chủ trì. Trưởng ban quản lý chùa của nha. Giáo hội Phật giáo Việt Nam biết có đúng một không? Thầy phó trưởng ban quản lý chùa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam có 4 thầy. 1. Thầy phó trưởng ban quản lý phụ trách thường trực. 2. Thầy phó trưởng ban quản lý phụ trách hành chính. 3. Thầy phó trưởng ban quản lý phụ trách giải đáp pháp môn tu của chùa. 4. Thầy phó trưởng ban quản lý phụ trách nghi lễ pháp môn tu của ông nói không sai. Tại bây giờ mấy thầy cái chữ Phật thì nó tổng rành. Ông nắm ngay cái tiếng biết ông quốc với ông bao nhiêu nè. Ông nắm quốc ngay thì biết ông quốc mà. Thì mấy thầy giờ trụ trì mà giải thích cái chữ Phật không rành mà. 3. Thầy tổ trưởng ngoại giao của chùa. 4. Thầy tổ trưởng tiếp khách tại chùa. 5. Thầy tổ trưởng an ninh của chùa. 6. Thầy tổ trưởng giữ xe khách đến chùa. 7. Thầy tổ trưởng phân công trực ở chùa. 8. Thầy tổ trưởng giữ tài sản của chùa. 9. Thầy tổ trưởng vệ sinh ở chùa. 10. Thầy tổ trưởng hậu cần ở chùa. Thì chứ có mấy hòa thượng chứng minh đó, chứng minh thì ngon vậy, chứ còn nói chuyện trai gái dâu rể là rành nha. Chứ nói chuyện chữ Phật thì chữ Bồ Tát thì thích không rành á. Khổ dữ đó, bởi cha này cho nói đúng rồi đâu nói sai. Cương lĩnh, nội quy, phẩm cấp, giấy hay bằng chứng nhận, đạo phục. Phần 2, phải treo bản pháp môn tu thật rõ ràng và cho khách đến hỏi tự do. Không từ chối câu hỏi nào, dù hữu hình hay vô hình về pháp môn. Thằng kia nó mới lại nó kiếm anh mà không có, tôi biểu mày nửa tiếng, nãy giờ chắc 10 phút rồi đó. Gặp chưa? Đúng lại chú quay lại rồi được 20 phút nữa. Cái thầy có thùng gì nói lời gửi cho thầy vậy? Chắc bên Đức gửi qua cho đó. Có một cái nhạc lắm. Trên đây, chùa là tài sản của Giáo hội Phật giáo Việt chắc Nam. Không rồi, nó nhẹ. Nếu tổ chức đúng như nói trên thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam mới cho phép hoạt động. Còn không đủ các phần nói trên thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam không cho hoạt động. Tiếp theo, nhóm nhân dân làm chủ quốc gia chúng tôi xin nêu sơ đồ nhân làm chủ quốc gia, nhân dân làm chủ quốc gia con hiểu không? Phật giáo, hình Đức Phật dạy tu pháp môn, biểu tượng của Đạo Phật. Chủ chùa là người tu hay không tu gì được nhà nước cho phép xây dựng chùa. Trời Đông Biển, thấy vậy biết rồi. Nhỏ là tháng mà nó mua Đông Biển. Không chuyện mà gửi không bự ấy, này có gì đâu mà gửi bự ấy đây. Cái hộp của người ta bị gần cái đó rồi. Cái hộp đó không có gì, ta có biết mấy biết làm miệng mà làm thùng vậy đó. Người phó trưởng ban quản trị phụ trách hành chính. Aberon mà. Thế à? Người phó trưởng ban quản trị phụ trách hành chính. Anh cho uống ly đây, cho uống ly kìa. Ly gì thế đây? Ly bè đó. Của ông, anh hứa à. Ông ba, ông nói ông dư đường rồi. Các tổ phụ giúp ban quản trị có 10 tổ trưởng. Ba, ông dư đường. Người tổ trưởng như tài chính của chùa. Thầy không uống cả, tôi hỏi ông rồi, ông đi đây uống gì? Uống mê đó nè. 3. Người tổ trưởng ngoại giao của chùa. 4. Người tổ trưởng tiếp khách tại chùa. Bây giờ nước Việt Nam mình nó nhiều người làm chủ á, giờ có ai làm chủ? Nhân dân. Ông nhà này là nhân dân làm chủ. Nhân dân làm chủ đất nước. Mà chính quyền làm gì? Chính quyền làm đầy tớ nhân dân. Chính quyền là tớ nhân dân, ông nghe cái câu Bác Hồ đó mà. Nói dạ. Xưa giờ mà. Bác Hồ đó mà xưa giờ mà chính quyền là đầy tớ nhân dân mà. Ông là lạc hậu rồi. Rồi ông qua đây sớm quá không biết con Hồ nói. Đầy đỡ hả? Nhân dân làm chủ đất nước. Yeah. Còn chính quyền là làm đầy tới là đầy nhân dân. Đó là lời của Bác Hồ nói. Công an là tay sai của nhân dân. Dạ yeah, đúng rồi, công an là tay sai. Nhưng mà dân không sai, nó cứ làm mà. Làm đó làm được. Công
dân chưa sao? Và anh nói chuyện phản động lắm, không có phản, không có phản, bậy. Tôi nói đúng, tôi nói đúng. Ông ba nói là anh đừng nói anh vừa cười không, anh đừng nói không có dân chưa sai mà nó đã bắt rồi, có nghĩa là nó làm sai, hay đi nó làm đúng. Nó làm đúng rồi. Con mày đấy, tay sai hả trời ơi. Anh nói mỉa mai quá vậy. Quá bác Hồ nói. Tôi đâu à, bác Hồ nói này. Dạ. Yeah. Danh ngôn mà nghe ông. Danh ngôn của bác Hồ à, lãnh Việt tụ Nam của là danh ngôn đó. Nước Cộng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, khai sinh lên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đó. Dạ. Yeah. Yeah. Nhân dân làm chủ, chính quyền quản lý. Mà chính quyền là đại tế. Đâu nói đâu. Ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, công an nhân dân, nhưng mà có ngân hàng nhà nước à? Hai chỗ đó nghe, cái gì của nhân dân mà ngân hàng của nhà nước? Không, bây giờ ngân hàng nó cổ phần rồi chứ còn không phải chỉ có nhà nước không. Chứ tôi có ý gì nghe, tôi có ý gì tôi thật sự. Còn phải có công an cổ phần nữa thì ngon à nghe. Ủy ban cổ phần nhà nước đó thì ngon nữa, không phải là ủy ban. Sáng mấy ông thầy cũng rảnh nữa, điện qua tôi hỏi mày, thằng Tài, mày giờ mày cứ nghiên cứu, mày sao mày vô... Tài mày nữa hả? Chọc chơi mấy bà thượng về quê xưa mà, ở Củ Chi á. À. Hôm nay giờ mày coi, về mày coi cái Đại Nam, coi mày coi, mày có vết giác được gì không mày, cái ông nội. Làm sao mà ông Dũng vô tù được mà ông... Vô tù rồi đây. Chưa. Vô tù rồi. Nữa tới nữa ông đi kìa. Mới đọc trên báo á. Giờ chơi chúng là vô tù. Chưa. Không dễ đâu. Không dễ, còn 2-3 phe là. Nhưng mà chơi trước sau gì thì chắc cũng tới đó thôi. Nhưng mà giờ chưa. Chưa kết thúc được. Mấy cái kia viên kim cương chưa có mài nhuyễn là được mà nó còn. Sau 3 tháng rồi mới thấy. Bây giờ mới có đâu có 3 tuần, 4 tuần lễ à. Thứ trưởng kinh tế, ê thứ trưởng kinh tế, thứ trưởng khoa học cái gì tụm hết rồi. Không được bàn, nói được bàn, anh đừng có bàn cái đó nữa. Anh bàn bây giờ là bà Hằng có bị có được di lý hay không thôi à? Nếu bà Hằng được di lý thì sao xong? Chắc phải cái đường cuối cùng vậy thôi. Không, tại vì bảo thứ hai quốc tịch mà. Sử Việt Nam xong rồi di lý vô bên kia xử tiếp chứ, tại vì quốc tịch thứ hai. Anh đâu có đụng tới bên kia đâu, di lý bên kia. Bên kia người ta đòi di lý chứ. Nếu mà có cái hiệp định song phương giữa Việt Nam với... Cái đất nước nó có chút xíu nữa mà, nó bằng 1/4 tới Việt Nam, sao nó dám... Quốc gia mà, quốc thể mà, đâu có thể nói nhỏ hay lớn. Nhưng mà nếu mà nó có ký cái hiệp ước di lý đó, thì sẽ được di lý. Nhưng mà cứ di lý tức là di cái hồ sơ này về bên kia xử lý. Nhưng mà bên kia không ai thưa. À thì bên đây không ai thưa, bởi vì thực ra bả sẽ được à. Nếu mà về bên kia bả quê. Bên kia bả quê. Thì bây giờ phải xử bên đây trước cái đó. Bây giờ thì nói chung là nếu cái số kim cương của bả đủ di lý thì nó như ông nói vậy thôi. Không, ở nước ngoài di lý, như vậy là di lý. Di là dời. Bây giờ bả có hai quốc tịch. Nhưng mà nếu bây giờ bên kia nó mạnh, nó can thiệp, bây giờ biểu trả dân về cho người ta, nhưng mà đủ đô hay không để làm việc đó hay không? Không, cái nước châu Âu này thì thấy rồi, mình thấy cái vụ người ta Thanh đó thấy rồi, tận nơi luôn. Trời ơi, tận nơi luôn, qua tận nơi nó lượm về, nó bỏ về tận nơi luôn. Nó coi châu Âu ra cái gì đâu mà. Làm việc của báo hả? Không, thầy không biết hả? Không biết, tụi nó biết gì chính trị đâu. Không, nói này không phải chính trị, này hình sự. Thằng đó hiện chứ là Trịnh Xuân Thanh. Ừ, ông Thanh nó trốn ở Đức á. Nó là cháu của Trịnh, nó em của Trịnh. Là Việt Nam qua bờ về. Ờ. Cung an Việt Nam bợ về. À, tới đó là bên châu Âu ấy. Không, nó qua châu Âu nó bợ. Qua cái Đức nó bợ về. Qua châu Âu nó bợ. Mà sau đó cũng quê luôn. Quê luôn đó nghe. Quê luôn. À. Quê luôn, im re luôn. Đâu có nói gì đó nữa, im re. Thật sự tới giờ này tôi có ý kiến gì dục bà Hằng, không phải là tôi sợ gì, nhưng mà tôi sáng tôi nghe cái cô Hằng Ni gì đó nói, tôi nghe không vô lọt lỗ tai, rất là bực mình. Một nhà báo Việt Nam mà nói nghe không có được, nói nghe kiểu kỳ cục quá thôi. Thành ra mình nghe vậy mất mặt cho cái dân trí thức của Việt Nam. Sao ông khoái ăn me, sao thấy ông nhai lia lịa vậy? Cái hộp được thiết giấm à?
Béo béo hả? Bùi bùi hả? Không phải, nó chưa xịt cắt. Nó bùi bùi. Anh ăn được hả? Tại tôi bỏ cái răng ở ngoài xe rồi chứ tôi đem răng vô tôi cũng nhai như anh vậy đó. Để đi, để đi, không ly. Thôi thôi, chúa mà thế. Không có chúa, mình ngay à. Mình ngay à, anh ăn đi, ngon lắm. Anh ăn đi, anh bớt tiểu đường đó. Thầy nó là thầy bảo tôi đó, tôi không biết, tôi chưa ăn bao giờ. Cả đời tôi chưa ăn, từ thầy cho anh đó. Mình đứa là phần men này bây giờ. Thôi, tôi uống trà được. Nên hồi tôi uống hết, để đây chứ. Trà được chút xíu nữa tôi dắt bánh vô, nên ráng 10 phút đi rồi tôi bánh chín. Gói 3 giờ. Hôm qua tôi lại đây, tôi chào ông tới trưa mà ông nói không có. Thì đó, tôi cảm ơn anh cho tôi cái bánh kiến. Bánh kiến làm tốt hơn bánh kiến kiến đó. Không. Đi ban đêm mà khỏi. Tại tôi thấy ông, tôi chạy sau lưng ông đó, đường hô lên mấy lần rồi. Tôi thấy ông nội này sao ông cứ đâm ngang không à, ông lấn lên đó. Ừ, đâu nhìn thấy đường. Ông không thấy đường ban đêm mà đi ông trời nguy hiểm quá. Nên là thầy bảo tôi đi đón mấy bà 11, 12 à, đêm. Đó tôi nói ông nội. Trời ơi, tôi rất giả nhưng mà rồi giờ ai đi vậy? Tôi ban đêm anh nên sọt cái kiến này vô đi. Đó, có. Để anh thấy đường anh chạy, anh chạy xe. Ừ. Để ông thôi mà thì tôi đây nhiều lắm. Tôi không có đi làm, hình ra không có tiền đi điếu. Dạ. Mà Mỹ đâu điếu nhiều. Tại đây chưa? Sao ghé vụ xong ghê dùm chưa? Nhân vân nó chưa mở cửa, 10 dưới mà con ghé mà nó mở cửa đó. Không, cái thằng đó cái người nó trắng lắm nè, làm ăn trắng lắm. Ông gì thầy gửi tiền? 10 dưới con ghé đó. Nên lúc anh gọi tôi đưa trong đây. Thầy gửi tiền. Còn có tự do không? Thầy gửi tiền. Thầy gửi tiền. Thì không gửi không? Nhưng mà thầy đấy tự do rồi ấy rồi. Cần như có mấy trăm bạc thì con gửi được. Con bảo con Ngân nó gửi đi cho thầy. Ngân hả? Con Ngân là con cháu con Kim Anh á. Không phải, đó là phải ra ngân hàng. Đó cái chuyện mình... Thì ra ngân hàng đi chứ. Tại có trăm đồng đã ra ngân hàng không? Dịch bệnh, dịch cúm rần rần mà công vậy đâu. Cũng mất mấy đồng bạc hả? À, tức là ra đó lấy á. Lên tận nơi đó. Cần nói vẻ khác đó. Dịch bệnh. Rồi. Dạ. Thì nó muốn gửi cho rồi. Để chiều nay con gửi nó thôi. Chứ giờ con biết sao nó không chịu mở cửa, con không chịu làm gì nữa. Chưa mở cửa rồi, thằng đó nó lọt. Chưa mở cửa, kỳ cục, nó làm ăn kỳ cục quá rồi. Nó hàm cho đại gia rồi đó. Thích mà là mở thích đóng mà đóng hả? Không, nó cũng thuộc là đại gia đó. Thế hả? Sao anh biết hay vậy? Tôi quen nó lâu lắm rồi mà. Nó cũng thuộc là giàu có. Đời mẹ nó, đời con nó là tôi biết hết đấy. Ở xưa nghèo, bây giờ người ta giàu rồi. Cũng như anh thôi, xưa ôi cha, tôi là anh vừa nói đó, đầy tớ nhân dân đó. Ngày xưa anh, là, ngày xưa anh cũng đã là đại gia, bây giờ anh cũng là đại đại gia nữa. Thành ra, bây giờ ta cộng thêm chữ đại, có hai chữ đại. Đại gia có nghĩa là gia già đó, là trâu già không ngắn giao tay đó. Không có đại gia, tức là gia bự. Gia già. Gia dày. Gia dày. Hồi xưa ổng về ít, giờ ổng về nhiều. Mấy ông cà đốt cái cà bánh này không? Vừa này đi không? Da dày thì ổng ngán giao phai á, tao nói trâu già ổng ngán giao phai đó. Tại con chạy sau lưng ổng, con nói ông nội, trời ơi coi sao ông chạy kỳ, ổng có toàn là đi cứ đâm cán lên. Không nghĩ được mà. Trời ơi, nguy hiểm quá, quên không được đâu. Đó. Tôi mới nghĩ... Anh biết là tôi hẹn đây, anh biết Line Club không? Ừ. Anh biết Line Club không? Ừ. Trên mình về mắt đấy. Tôi hẹn đó. Thằng mày thì cho đi. Không, trời ơi, cần gì đâu, anh đi Instagram của anh đó, cô vợ anh đi sám đi rồi lại đổi kiến đeo đó chứ gì đâu mà trời ơi. Cái Instagram của anh đó, Endom đó, nó cho anh 325 đồng một năm. Tiền làm cái kiến, còn cái chuyện mà nó x-ray cái thì nó không có trả, nó không có tính, nó cho free luôn. Mà hai ngàn mấy con bạc tôi giả đâu mà. Ai nói không á, tôi trời ơi. Ông nói không được claim. Ông đang kìa này mua lá chuối ngon nè. Sao vậy, ông nói sao vậy? Vậy tôi mới nhục nhã nên tôi chứ phục anh chắc á. Không có, năm nào tôi cũng làm hết á. Năm nào tôi cũng đi á, tôi làm vậy đó. Thành ra tôi lấy kiến dư. Ừ, thì anh năm sau chắc anh phải tăng lên một tí nữa. Tăng độ lên á. Ừ, tăng độ lên cái này. Không, bậy. Càng già nó càng giảm độ chứ ông nói ngược rồi. Cái tôi đeo đâu mà giả. Thì không, càng già đó thì ông là thuộc loại lão chứ đâu phải cận đâu. À. Mà ông lão thì càng lớn tuổi nữa, cái lão đó tự nhiên nó trở lại là bình thường. Con mắt tôi bây giờ đeo 2 độ là được. Chứ đeo đúng ra đó là tôi để vậy tôi đọc thử được rồi nè. Đó, tôi không có cần phải đeo kính. Không, càng già nó trở lại sáng. Đó thì con nói ổng vậy đó mà ổng còn chưa nghe nè. Ông còn đợi, ông đợi tới lúc mới nghe đó nghe. Con nghe càng nhỉ. Có nhiều người già đâu cần kiến đâu. Đó, ông nói. Nhưng bà Sáu giờ bây giờ bà đâu cần kiến đâu.
Thì nó già mà kiến, nó là cả nó lớn quá, lão quá thì vậy, chứ ông bị cận gì khác à. Nó mà kiến nữa. Ông bị cận gì khác à, còn ông bị lão đó, quá cái tuổi lão tự nhiên nó trở lại, nó khỏi ấy nữa. Ừ, tôi nghe càng ngày càng chết đi á. Càng ngày càng chết đi. Cái vụ kia thì nó teo thiệt, nhưng mà cái kiến này nó sáng con mắt. Ông ơi, nghiện ngộ vậy đó. Vụ kia kìa kìa. Chứ còn tôi không biết cái vụ gì nha. Tôi tự nghĩ, tôi không biết à. Nó thuốc kìa, nó tôi mới nói vụ thuốc kìa. Đó. Nó lại nói. Thầy nói cái nó nói. Không lo tôi mà lo cái vụ thuốc đó làm chi. À, tôi có biết mẹ gì đâu. Nhiều lắm đó, tôi mới nói chuyện với thằng bạn tôi thấy không. Có thằng bạn tôi nữa, học chung từ xưa. Nó về được ở Mỹ, về Việt Nam. Bởi vì báo có con bò bệnh á. À, trời ơi. Cái ghé cây xăng mua viên thuốc. Mà anh ta thì về ta quất hết nguyên viên. Làm cái cả ngày đêm 24 tiếng đồng hồ, nó cứ 12 giờ không à. Tôi cũng biết 12 giờ là cái gì nữa. Thì đó bữa hổng hòa thượng chết đó, nó lộn xộn cũng đang rù rỉ nhau vụ mà bà đó trốn thuốc đó. Mà bà trốn hai viên cho nên ổng hót ổng chết luôn á. Đang rằng rằng nhưng mà cảnh sát nó không cho biết nghe, nó cho một người biết thôi. Không cho biết, cho người biết thôi. Nghĩa là tại vì hồi đó ông cụ đó có di chúc cho cái bà đó năm 2016. Rồi sau này ông đổi chỗ giờ tới bà này. Thôi chuyện này nó còn dài lắm nhưng mà không kệ đi. Nhiều tập. Anh ra ông thầy kia hỏi chứ giờ đố chứ giờ hòa thượng đâu, nó giờ bị nhốt rồi. Mà cười nó nhốt đâu, ai giờ nó nhốt địa ngục quá, sao bị nhốt. Nó không kể ra, rồi kể lại vụ đó. Thì nói cây xăng nó có bán thuốc đó, tôi nói trời ơi, tôi đói rồi có đủ xăng đủ nhớt gì đâu, biết cây xăng nào bán thuốc trời. Ông nội thôi chịu thua. Rồi đó, thành ra cho nên ủa cái này chú Sim mà này đâu phải chú già hả? Nhưng mà nó bởi vì cho nên nó bị gói bị chán nhưng mà nó không ngon rồi. Giờ ráng gói ông phải ông đặt vừa đò tôi gói bự về trong luôn đó. Mà không đỏ là ông chịu trách nhiệm chứ không ạ. Thầy không lấy chú già nó ngọt. Ăn gì mà tới 10 đòn. Chú này ngọt lắm á. Dạ. Hả? Ăn tới 10 đòn chứ. Tôi đâu có ăn. Ai ăn dưới vậy chứ. Mày một đòn này muốn tắt thở rồi. Hàng xóm tôi nó đặt. Tôi lấy tôi nói thế coi tôi khùng không, cái đòn nó là đòn có dây đỏ, thấy không, lộn nữa rồi đó. Con lại đi, con lại cái đỏ vô đi, để con đút cái đỏ nữa để anh lên này bèn biết rồi con đút như cả tên con cái đỏ mà đưa đây thì thành nhớ rồi. Thôi thầy không nhớ đâu, rồi lúc mình để vô trong nồi thì thầy không nhớ gì đâu. Thầy con nói này nên đó rồi không, bây giờ nó đổi lại, bây giờ đổi lại không được. Bây giờ nhớ đưa ra nhớ những đòn vô coi không sao nhớ mẹ. Ai có thằng bể nó lại nó kiếm nó không biển không mà gì bể đó lại nó kiếm nó đòi mướn nhà cái thằng nó trả măng này, tôi tưởng là cái thằng của hổm hay gì không phải, nó nói nó đòi mướn nhà, tôi nói mày 15 hay là nửa tiếng nữa, 15 phút hay nửa tiếng nữa mày quay lại đi, có ông chủ không tới mà nói chuyện với tao biết gì đâu, biết gì đâu. Thằng nãy chút xíu nó quay lại nó gặp anh. Anh có tin tức gì ạ? Không có giấy, cái giấy được thật chưa ông đang? Rồi thắng rồi thầy. Hay là thằng nó lại nó mướn ở đây? Không, không nói là nó mướn chỉ nhà. Mướn nhà chứ mày mướn phòng. Nó chỉ nhà rồi. Còn đó trẻ nữa chứ. Giờ nay tôi 6 giờ tôi có hẹn nữa. Hôm qua hỏi thầy, hôm qua cái thằng trời đánh lên mới. Nó mặc cả kỳ kèo tùm lum hết. Rồi cuối cùng nó quên chìa khóa xe. Không biết nó có gọi đâu đi được không đâu biết. Tôi còn gửi chết được á. Nó kỳ kèo, nó chê cái này, nó chê cái kia. Nó kỳ kèo mày bớt cho tao đi. Nó bớt bán thì mà cái nghề đó, nghề còn tràn được còn gì nữa. Tao ở đây chứ mà tao không được bớt giá này rồi. Tao còn đẻ cho nó được. Gọi là phương thức bớt giá. Nó mới 20-30 tuổi à. Nó con mình cười quá, nó chỉ nó kỳ kèo này kỳ kèo đó, mấy tiếng hồ thầy thấy không? Đó, cả tiếng đồng hồ nó kỳ kèo á. Nó coi cái này, nó coi cái kia. Thì cuối cùng nó bảo nó không có tiền. Rồi.
Một tổ cha mày cho mẹ nói trốn tao mất một tiếng. Mẹ chết mẹ rồi, không có kịp gì nói chuyện với thầy, nó cứ đứng nó quậy hoài à. Nó vẫy, nó không cho nói chuyện với thầy nữa. Mày không nói, mày không nói tôi sớm. Cuối cùng nó nói nó không có tiền. Để tao khỏi bất công đứng nãy giờ mày quá gì vậy. Mà ông trời hại đó, nên nó quên cái chìa khóa trong xe. Anh không biết, không biết nó gọi locksmith không, nó gọi tàu khóa đến cửa. Nó mở được. À, nó mở được á thầy. Ừ, cuối cùng nó mở được. À, thế à, đỡ khổ. Đây cũng đỡ khổ cho nó. Chứ mua 60 đồng. Locksmith tới là 60 đồng. Đợi, tôi nói thằng đó mà nó đã nói nó than không vậy. Nó có cái cây đó để sọt cho cái kiến, nó thập cái giật lên nè. Bán rồi có cũng bán này không? Autozone đó. Nghe dạ. À, hai ông ăn giùm đi. Tại sao vậy thầy? Từ từ nó còn nóng, từ từ nha. Ông Sơi. Cứ việc ông Sơi đi. Để nó lại nó làm này. Dạ, anh biết không? Anh biết cái đó không? Thôi. Anh ra autozone anh nói, à. Ông lóc cái thiền tử nó bán cho anh. Nó làm cái loại để cái cây bằng nhựa thôi. À. Nó ép xuống cái cửa nè. À. À, anh nại cái miếng ròn ngôi cửa ra, anh ép xuống cái cửa để có cái kẻ hở. À. Mà sát cái đầu cánh cửa thì nó bị đủ cứng, giữa thì nó dễ dễ. Vậy ai cũng mở được á hả? Ai cũng mở được. Chết mẹ rồi. Nếu anh biết làm thì ai cũng mở được đó. Cái đó ngay cái đầu cửa đó, ngay cái đầu cái, à. Cái mũi nhọn của cánh cửa đóng vô vậy đó thì ừ. Cái mũi nhọn này nó mới cứng. Anh nại mũi nhọn tại vì tu bỉ rồi. Cái thằng kia lại nó mở cho tôi mới thấy. Cái đó ai cho mày làm như này, cái bộ đồ nghề đó nó để trong cái túi có chút xíu vậy. Anh đó lại thọt vô. Nó thọt vô cái cánh cửa, nó chiên cái cánh cửa hở ra độ một inch đó, hở mà lớn. Thế là đủ cái điều kiện để nó thọc cái cây vô cái chỗ mà nó giật cái bấm xuống á, giật lên rồi cửa mở. Đi gì mua cái bộ đó 20 mấy đồng. Chết luôn rồi trai. Hả? Chết luôn rồi. Đồ đặt trong xe tôi nhiều lắm. Ờ à, nó làm vậy đó. Nhưng nó mở ra. Làm vậy đó. Chết luôn. Tôi đừng ngờ nó bán vụ đó nữa. Không. Tại nó bán đầy. Cảnh sát nó có. Không. Cảnh sát kêu cảnh sát tới nó mà không được nữa. Không, ai mà cũng mở được hết đó, thằng nó bán đầy, nó bán mà ô tô cho đầy. Nè hả? Ờ. Chết luôn. Chết gì? Anh sợ gì? Nhưng mà xe tôi, xe độc là chứa vàng và kim cương không? Ở đó, chết. Kim cương bây giờ ở Mỹ bán nó, chứ anh nói mà đem kim cương bán ở châu Âu, bán ở Mỹ là chặt lắc. Anh mua nó thì được, chứ anh bán lại cho nó không mua. Sao kìa? Trời ơi, anh thử bây giờ đem một thuyền của anh đi ra ngoài thằng Khi á. Kìa. Ai bấm cương, bấm chuông, mời chúng em nước luôn. Anh đó, nó kiếm anh đó, thằng đó nó nói được tiếng không phải đó. Nghe Phật coi phải không? Phải không ba? Còn kia chỉ nghe này. Dạ, ông ba chờ tôi dắt bánh cho ông về nghe. Dạ, dạ. Ông Đạt rồi phải chờ tôi ra tôi dắt á.